Các bạn hãy lấy cái ví dụ bữa trước, các bạn ra xem thì các bạn thấy đối với chương trình C, khi ta viết trong một cái hàm chẳng hạn như hàm main, việc khai báo phải được đặt ở trên cùng. Ví dụ như các bạn thấy chúng ta khai báo tất cả các biến là nằm ở trên cùng, biến float error, biến cv thì dạng float, p double. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy ví dụ về cái toán tử gán, thì ta thấy ở như cái biến pi chẳng hạn, biến pi là một biến kiểu dạng double và chúng ta gán cái giá trị hằng số 3.1415 vân vân này vào cái biến pi bằng toán tử phép gán là dấu bằng. Các bạn hãy phân biệt cái dấu bằng trong toán tử gán và dấu bằng trong toán học. Dấu bằng trong toán học có nghĩa là vế bên phải bằng vế bên trái. Còn ở đây là ta sẽ lấy cái giá trị ở phía bên tay phải và gán cho cái biến hay là một cái gì đó nằm ở phía bên tay trái. Vì vậy, các bạn hãy nhớ rằng khi mà gán, chúng ta không thể gán ví dụ như 3 bằng 6 được. Hoặc là các bạn thấy như thế này là sai này, 3 bằng 6. Khi mà chúng ta gán như vậy là sẽ sai ngay, tại vì giá trị 3 không thể bằng giá trị 6 được. Mà bên phải của các bạn phải là một, có thể cũng là một biến hoặc là một hàm, nhưng bên trái phải là một biến hoặc là một hàm, bắt buộc là như vậy. Ví dụ như thế này, các bạn khai báo một cái float, hàm A báo một cái hàm như thế này. Sau đó các bạn gán cái hàm A 6, nó sẽ chấp nhận được là hàm A sẽ bằng 6. Nhưng nếu các bạn gán ngược lại là 6 bằng hàm A thì nó sẽ không thể chấp nhận được, tại vì bên phía tay trái của bạn phải là một biến hoặc là một hàm. Các bạn hãy nhớ như vậy. Còn phía bên tay phải là hằng số, là hàm số, là biến, không nhất thiết. Mà phía bên tay trái bắt buộc là hàm số hoặc là biến. Các bạn hãy nhớ như vậy. Đó là chúng tôi nói sơ lược về cái toán tử gán cũng như khai báo hàm và khai báo biến. Còn chi tiết chúng tôi sẽ giới thiệu từng cái khai báo có ý nghĩa như thế nào và khai báo như thế nào thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong những chapter sau. Bây giờ tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xuất ra màn hình. Cách xuất ra màn hình, ta dùng thư viện là stdio.h, là thư viện này là dùng để xuất nhập dữ liệu, và câu lệnh dùng để xuất nhập sẽ là câu lệnh printf, và cú pháp của câu lệnh này là các bạn hãy xem như sau. Đóng một ngoặc, sau đó cái vùng thứ nhất chính là cái vùng mà nằm ở trong nháy ghép, chính là cái vùng mà nó sẽ được xuất nguyên ra màn hình. Sau đó là những cái dòng dữ liệu được chuyển vào
trong cái được chèn vào trong cái nhế kép đó. Và cuối cùng là dấu chấm phẩy. Khi các bạn khai báo một cái kiểu một cái dòng cái câu lệnh printf thì bắt buộc phải có một cái nhế kép và sau đó là bao nhiêu cái dòng dữ liệu đều được cả. Ví dụ như các bạn muốn xuất ABC hay là ABCD hay là ABCDEF gì đi nữa đều được cả, có nghĩa là sau này là bao nhiêu cái dòng xuất ra đều có thể xuất ra được. Mà làm sao để chèn được cái ABC này ra ngoài? Ví dụ như A là kiểu int, B là kiểu integer, C là kiểu float chẳng hạn, thì các bạn sẽ làm như sau. Ở trong này sẽ chúng ta sẽ chèn vào theo cú pháp là dạng phần trăm. Chẳng hạn như các bạn muốn xuất ra màn hình phần xuất ra một hình một dữ liệu theo kiểu là integer thì các bạn sẽ dùng là phần trăm d. Sau đó các bạn muốn xuất ra b là kiểu integer nữa thì các bạn sẽ dùng cú pháp là phần trăm d. Còn nếu các bạn muốn xuất ra kiểu float hay double thì các bạn dùng phần trăm s. Có nghĩa là gì? Nó sẽ đọc đầu tiên, nó đọc câu lệnh printf, nó xem ở trong cái dấu nhế kép. Nếu trong nhế kép nó đọc thấy có ký tự phần trăm d, nó sẽ chèn cái đầu tiên vào, có nghĩa là lấy cái a này nó bỏ thay thế với phần trăm d. Rồi tiếp theo nó đọc cái phần trăm d tiếp theo, xong nó sẽ bỏ cái b vào. Nó đọc cái phần trăm f, nó sẽ bỏ cái c vào theo thứ tự đúng như vậy. Có nghĩa là cái vị trí phần trăm thứ nhất nó sẽ bỏ cái biến thứ nhất vào, phần trăm thứ hai bỏ biến thứ hai, phần trăm thứ ba sẽ bỏ biến thứ ba. Vì vậy cái sự tương xứng giữa phần trăm và cái biến nằm sau này, còn cái là cái biến dùng để chuyển dữ liệu, nó sẽ nằm trong này, sẽ bằng nhau. Vì vậy nếu các bạn cho cái phần trăm này nhiều hơn cái biến thì có được hay không? Thì tất nhiên là được, tại vì nó đọc tới cái, giả sử như nó đọc tới cái phần trăm mà nó dò ở đằng sau không có thì thôi, nó không chèn vào, không sao cả. Và ngược lại cũng vậy, ngược lại nếu các bạn có phần trăm ít hơn cái dòng dữ liệu thì nó vẫn có thể xuất ra màn hình, mà nó sẽ không xuất, nó sẽ xuất sót thiếu dữ liệu mà các bạn muốn đưa ra. Vậy phần trăm d là dùng để làm gì, phần trăm f để làm gì và có chức năng như thế nào, các bạn hãy coi ở bên dưới này. Giả sử như trên này, chúng tôi lấy ví dụ chúng tôi khai báo hai biến, biến giá trị 1 kiểu integer và biến giá trị 2 kiểu double. Dưới này tôi sẽ có nhiều cái ví dụ để giới thiệu cho các bạn về cái phần trăm d cũng như là phần trăm f. Ví dụ như lần đầu tiên tôi gán giá trị là giá trị 1, cái biến giá trị 1 tôi gán cho nó có giá trị là -456. Sau đó tôi dùng câu lệnh print để in ra màn hình. Cú pháp là tôi đã thực hiện theo cú pháp đúng như ở trên, có dấu đóng mở ngoặc. Và trong cái đóng mở ngoặc đó sẽ có một cái nháy kép.
trong cái nháy kép này tôi sẽ ghi giá trị, có nghĩa là trong nháy kép này nó sẽ xuất ra màn hình tất cả những cái gì nằm trong nháy kép này, ngoại trừ xiệt n phần trăm d phần trăm f xiệt t. Sau đó, tại vì ở đây tôi chỉ có một cái phần trăm d thôi, nên sau này tôi chỉ sử dụng một biến giá trị 1 để chuyển dữ liệu của giá trị 1 ra cái chỗ có dấu phần trăm d này. Có nghĩa là sau khi xuất ra màn hình, nó sẽ xuất như sau. Nó sẽ xuất giá trị 1 2 chấm cách ra 8 khoảng trắng. Các bạn nhé, xiệt t là cách ra 8 khoảng trắng, còn xiệt n là ký tự xuống hàng. Có nghĩa là khi mà nó gặp ký tự xiệt sau đó chữ n thì nó sẽ xuống hàng. Còn nó đọc tới giá trị, nó sẽ coi như là một dạng chuỗi và sẽ xuất ra chấm cũng vậy, xiệt t. Khi gặp xiệt t nó sẽ cách ra 8 khoảng trắng, sau đó nó gặp phần trăm d, nó sẽ chuyển cái giá trị 1 này vào đúng cái vị trí của phần trăm d, rồi nó xuất ra màn hình. Bây giờ tôi sẽ xuất ra màn hình cho các bạn thấy. Xin lỗi các bạn, nó còn một số cái dòng print chúng tôi chưa xóa. Các bạn thấy giá trị chúng ta xuất ra sẽ là âm 456. Các bạn thấy đây, chúng ta đã gán giá trị là âm 456 và print ra là phần trăm d, mặc định nó sẽ, các bạn thấy ở đây nó sẽ có 4 ký tự, vì vậy nó sẽ xuất ra màn hình cho chúng ta 4 ký tự. Các bạn thấy cách ra chúng ta 4 ký tự đúng không? Bây giờ giả sử như chúng ta sẽ in cái dòng ở dưới này, chúng ta gán giá trị là 456 và chúng cũng tương tự như vậy, chúng ta gán giá trị vào phần trăm d.
Thì khi xuất ra màn hình, nó sẽ là ba ký tự, các bạn thấy không? Ngoài ra, nếu các bạn dùng cái một cái số nằm ở đằng trước của số nguyên, chúng ta đang, các bạn nhớ là chúng ta đang gắn đang khai báo cái giá trị 1 này có kiểu integer, có nghĩa là nó là kiểu nguyên. Thì nếu các bạn gắn điền cho nó thêm một cái số nằm ở trước d này, trước cái chữ d này, thì nó sẽ xuất ra cho các bạn như thế nào. Thì nó sẽ đây, cái số 5 này có nghĩa rằng nó sẽ xuất ra màn hình cho các bạn một cái số 456 này. Nếu cái số này lớn hơn số ký tự của cái số mà các bạn muốn xuất ra, thì nó sẽ xuất ra đúng bằng cái số ký tự mà các bạn ghi ở đây. Nói thì các bạn có thể sẽ khó hiểu, nhưng khi chạy thì các bạn sẽ hiểu ngay. Như các bạn thấy ở trên này, chúng ta không có ghi cái số nào, thì mặc định nó sẽ lấy đúng là chiều dài của cái số mà chúng ta muốn xuất ra. Ví dụ như ở đây chiều dài của nó là 3 thì nó sẽ xuất ra 3, chiều dài ở đây là 4 thì nó sẽ xuất ra 4. Còn ở đây chúng ta ghi 5 thì nó sẽ xuất ra 5 ký tự. Và nếu mà ở đây chúng ta chỉ có 3 thì nó sẽ xuất ra 5 và nó sẽ thêm vào 2 khoảng trắng. Còn nếu như ở đây giả sử như chúng ta có 8 ký tự Nếu giả sử như ở đây chúng ta có 8 ký tự thì nó sẽ xuất ra như thế nào? Thì nếu chúng ta đánh ở đây là 5 mà ở đây chúng ta có tới 8 ký số lận, thì nó vẫn xuất ra cho chúng ta 8 ký số. Ví dụ như thế này thì nó vẫn xuất ra chúng ta 58 ký số nhé. Nó vẫn xuất ra cho chúng ta 8 ký số. Còn nếu mà nó ở đây chúng ta khai báo ít hơn là cái số mà chúng ta nhập vào sau phần trăm d này, xin lỗi các bạn, ở giữa cái số đó sẽ nằm ở giữa dấu phần trăm và chữ d, thì nó sẽ xuất ra màn hình và chèn thêm 2 khoảng trắng ở đầu của cái số đó. Các bạn thấy ở đây đúng ra là nó sẽ xuất hiện như thế này, có đây chỉ có một khoảng trắng và sau đó sẽ là 456, nhưng ở đây sẽ có thêm 2 khoảng trắng nữa. Tương tự như vậy, ở bên dưới này, ở đây chúng ta có 4 ký số. Vì vậy, chúng ta nếu chúng ta ghi ở đây là phần trăm 5D thì nó sẽ xuất và thêm cho chúng ta một cái khoảng trắng. Các bạn thấy đây chúng ta sẽ có thêm một khoảng trắng nằm ở trước cái dấu âm này. Đó là xong cái phần integer. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần float. Phần float thì nó cũng tương tự như là phần integer, nhưng nó có khác ở chỗ là phần float
hay là double, nó sẽ có sau dấu phẩy tập phân. Vậy thì cái cú pháp của cái phần phần trăm F nó sẽ khác với phần trăm D một chút, ở chỗ nó sẽ có thêm dấu chấm ở sau số phẩy tập phân. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem phần trăm F sẽ hoạt động như thế nào. Thì tương tự như vậy, nó sẽ cái chỗ nào có phần trăm F nó sẽ gán cái dòng dữ liệu tương ứng vào cái phần trăm F đó. Cú pháp của nó sẽ gồm có phần trước dấu chấm và phần sau dấu chấm. Phần trước dấu chấm chính là cái độ rộng của ký tự được xuất ra, và cái sau dấu chấm chính là cái sau dấu phẩy tập phân nó sẽ lấy bao nhiêu số và sẽ làm tròn. Nếu trên 0,5 thì nó sẽ làm tròn lên 1, còn nếu dưới 0,5 thì nó sẽ làm tròn về 0. Ví dụ như các bạn thấy đây này, chúng ta làm là 8.0, có nghĩa rằng nó sẽ lấy 8 ký số, và ở số 0 nó sẽ không lấy sau dấu phẩy tập phân một ký số nào hết. Vì vậy, nếu bây giờ tôi xuất ra màn hình thì tôi sẽ thấy các bạn thấy không, nó sẽ xuất ra màn hình 8 ký số và không lấy một cái giá trị nào cả sau dấu phẩy. Nếu ta để là 8.0 thì nó sẽ lấy 8 ký số để chèn vào cho cái số 45.71 này, nhưng nó sẽ làm tròn đến 0, có nghĩa là sau dấu phẩy tập phân không có số nào hết. Nếu ta để ở đây là 1 thì nó sẽ lấy ở sau dấu phẩy tập phân 1 ký số. Nếu ta để là 2, nó sẽ lấy sau dấu phẩy tập phân 2 ký số. Mà ở đây chúng ta không ghi là 0, có nghĩa là nó sẽ không lấy một ký số nào sau dấu phẩy cả, và sau dấu phẩy là 0.7, do đó nó sẽ làm tròn lên 1. Lên 1 có nghĩa là nó thành 46. Ở đây là 45, nó sẽ làm tròn lên một cái nữa sẽ là 46, mà nó sẽ xuất ra là 8 cái khoảng trắng. Như các bạn thấy, đây nó sẽ xuất ra 8 khoảng trắng cho chúng ta. Tương tự đối với cái khác, đối với cái trường hợp ở dưới này, nếu ta để nguyên không ghi một cái gì cả thì nó sẽ xuất ra như thế nào? Thì nếu các bạn để nguyên thì nó mặc định là sẽ lấy sau dấu phẩy 6 ký tự, có nghĩa là ở đây chúng ta chỉ sau dấu phẩy tập phân ta chỉ có 2 cái là 63. Vì vậy nó sẽ thêm vào 4 cái nữa là 63000. Còn ở trước đó, cái phần trước này mặc định, có nghĩa khi ta ghi phần trăm F có nghĩa là mặc định nó sẽ xuất ra đúng bằng cái khoảng mà chúng ta đã ghi, có nghĩa là cái phần trước này nó sẽ không thay đổi gì cả khi mà chúng ta xuất ra ghi là phần trăm F không thôi. Các bạn thấy trước đây nó sẽ không có một khoảng trắng nào cả, và sau đó sẽ là có 6 ký số và nó tự động thêm vào 4 số 0 cho chúng ta.
Tương tự như vậy đối với số dương cũng vậy. Đối với 45.63 mà chúng ta ghi mặc định là phần chấm F0 thôi thì nó cũng sẽ xuất ra cho chúng ta là 45.63.0000. Còn nếu giả sử như ta ghi là 5.3, có nghĩa là gì? Nó sẽ xuất ra cho chúng ta 5 ký số ở bên trước này. Có nghĩa là ở trước này nó sẽ xuất ra 5 ký số, và ở đằng sau dấu chấm nó sẽ lấy 3 số sau dấu phẩy thập phân. Thì các bạn sẽ đoán nó sẽ ra gì? Nó sẽ ở trước đó sẽ 5 ký số, vì vậy nó sẽ thêm 2 khoảng trắng trước dấu âm này. Có nghĩa là khoảng trắng dấu âm số 4, số 5 chấm, và sau này sẽ lấy 3 số sau dấu phẩy thập phân, có nghĩa là 6, 3 và số 8, vì số 5 này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 5, vì vậy số 7 sẽ thành số 8. Có nghĩa là âm 45.638. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể dùng, lỗi chỗ này chúng tôi có thể ghi như thế này. Các bạn thấy nếu mà ở dưới này chúng ta ghi là chấm 3 không thôi cũng vẫn được như thường. Có nghĩa là chấm 3 thì mặc định nó sẽ là số 0 ở đằng trước. Mà số 0 ở đằng trước thì không vấn đề gì, nếu cái khoảng này lớn hơn số 0 thì nó sẽ đưa ra đúng là cái khoảng này. Còn nếu cái khoảng này nhỏ hơn cái số ở chỗ đây thì nó sẽ xuất ra chèn thêm khoảng trắng. Còn nếu cái khoảng này lớn hơn cái số ở đây thì nó sẽ xuất ra đúng là cái số ở đây. Còn cái sau số 3 sau này nó sẽ thêm ở chỗ này, vì ở đây chỉ có hai số sau dấu phẩy thập phân, do đó nó sẽ thêm vào một số 0. Tương tự như ở đây là dấu âm cũng vậy. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thể tự làm và nghiên cứu thêm để hiểu chi tiết hơn. Còn nếu đối với chúng ta có nhiều dòng dữ liệu như ở trên đây chúng tôi đã sử dụng cho các bạn và đã giới thiệu cho các bạn ở cái chapter trước rồi, chúng tôi có tính và chu vi và diện tích của hình tròn. Khi chúng ta đã nhập vào một cái biến R, tính chu vi nhập vào gán vào cái biến CV có kiểu là float, và biến DT có kiểu là float. Sau đó chúng tôi xuất ra màn hình theo cú pháp là xiết N chu vi, thì xiết N nó sẽ xuống hàng, sau đó xuất ra hàng chu vi, hai chấm xiết T sẽ cách ra 8 khoảng trắng và xuất ra màn hình 10 ký số, và lấy hai số sau dấu phẩy thập phân theo kiểu float hay double, sau đó xuống hàng xuất ra hàng diện tích cách ra 8 khoảng trắng, sau đó cũng lấy ra 10 số và hai số sau dấu phẩy thập phân, gán vào CV thì gán vào cái dòng thứ nhất, cái 10.2F thứ nhất, DT sẽ gán vào cái 10.2F thứ hai. Thì các bạn thấy các bạn có thể thêm vào 3, 4, 5, 6 vân vân, và cứ các dòng dữ liệu sẽ nối nhau như thế này. Vì vậy tới đây chúng tôi xin kết thúc cái phần giới thiệu về xuất ra màn hình.